Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể ân xá cho những chiến binh bị cáo buộc tội ác chiến tranh. Nhật báo New York Times cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hiện đang chuẩn bị làm hồ sơ ân xá cho một số thành viên quân đội vốn từng bị buộc tội hoặc kết án vì tội ác chiến tranh, trong đó bao gồm một người được ấn định sẽ ra tòa vì hành vi bắn chết thường dân không vũ trang khi đang tham chiến ở Iraq. Chính sách này được đưa ra ngay vào thời điểm Hoa Kỳ đang chuẩn bị đánh dấu ngày lễ chiến sĩ trận vong, hay còn gọi là Memorial Day. Năm nay, Memorial Day rơi vào ngày thứ Hai, 27 tháng 5. Tiến trình giải quyết hồ sơ ân xá thường mất nhiều tháng, tuy nhiên Bộ Tư pháp đang nỗ lực hoàn tất mọi việc trước kỳ nghỉ cuối tuần Memorial Day. Trong số những nhân vật có thể được ân xá là sĩ quan Edward Gallagher, từng phục vụ trong lực lượng Hải quân Navy SEALs. Cùng được nhắc tới trong danh sách tha bổng còn có thiếu tá Matthew Goldstein, người từng bị cáo buộc giết chết một công dân người Afghanistan không có vũ trang cách đây 9 năm.